ngày 28 tháng 7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào cẳng bàn chân phải và viêm đa khớp dạng thấp, do dùng ong đốt để chữa viêm khớp dạng thấp. Bác sĩ Phạm Văn Tĩnh, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân là chị H, 43 tuổi, ở Hà Tĩnh, có tiền sử viêm khớp dạng thấp và thường xuyên tự dùng thuốc corticoid tại nhà, nhưng không hiệu quả. Sau khi tìm hiểu trên mạng, chị H đã tìm đến phương pháp dùng ong đốt vào chân để chữa khớp gối và cảm thấy đỡ. Tuy nhiên, được một thời gian ngắn, cơn đau ở khớp gối lại tái phát. Lúc này, chị H đến gặp một thầy lang ở địa phương và tiếp tục áp dụng phương pháp chữa bệnh bằng ong đốt và đắp thuốc. Sau vài ngày, chân phải chỗ bị ong đốt và đắp thuốc sưng đau hoại tử kèm sốt cao liên tục, khiến chị H rơi vào tình trạng mê man, nói nhảm. Khi được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân H bị nhiễm khuẩn huyết và viêm mô mềm. Trước tình trạng bệnh ngày càng nặng, bệnh nhân H đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng kích thích, nói nhảm, sốt liên tục, cẳng chân sưng đỏ, loét hoại tử chảy mủ mô bàn chân phải, biến dạng khớp ngón tay hai bên. Sau khi điều trị các cơn sốt, bệnh nhân H được chuyển đến khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống để phẫu thuật cắt lọc tổ chức hoại tử. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân dần tỉnh táo, nhưng vẫn phải chờ vết thương sau khi cắt lọc tổ chức hoại tử ổn định mới tiến hành cấy da từ vùng đùi xuống.